Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Các bạn thân mến, vận may bất ngờ ập đến. Đây là những con giáp may mắn nhất ngày 18 tháng 1 năm 2023 âm lịch. Đó là các con giáp Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi. Trong ngày hôm nay, các bạn sẽ được tài tinh chiếu mệnh nên sẽ vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc. Các bạn sẽ bất ngờ nhận được người thân, họ hàng gửi tặng tiền mặt hoặc những món đồ có giá trị. Không chỉ thế, công danh sự nghiệp của các bạn cũng sẽ lên như diều gặp gió. Nhìn chung là cả sự nghiệp và tài lộc đều có triển vọng phát triển nếu biết tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình, nhất là với những người đang làm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, nhân sự, khéo léo luồn lách thì không lo thiếu vốn làm ăn. Và nếu ai đang có kế hoạch kết hôn thì có thể chọn ngày hôm nay để thưa chuyện với gia đình hai bên, vì ngày này cũng là cực tốt cho các bạn về mặt tình cảm, hôn nhân, đại sự. Các bạn hãy kiểm chứng với chúng mình nhé! Tuổi Sửu, tam hợp phù trợ, người tuổi Sửu làm việc gì cũng trôi chảy trong hôm nay. Thậm chí dù phải tiếp xúc với những công việc mới, bạn cũng chẳng hề bối rối. Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, bạn luôn có cách thích ứng nhanh chóng. Với những người có ý định khởi nghiệp, bản mệnh có thể bắt đầu tiến hành những bước đi đầu tiên. Điều bạn cần làm là tin tưởng vào định hướng của mình, đừng lùi bước khi phải đối diện với những điều bất ngờ chưa lường trước. Thổ sinh kim, bạn nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các thành viên trong gia đình, vì thế hãy tự tin làm những điều mình mong muốn. Mọi người cũng sẽ luôn giúp đỡ bạn vào những lúc bạn cần nhất. Chuyện tình cảm nhiều điểm sáng, cho dù là người độc thân hay người đã kết hôn đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Bạn hãy tự tin là chính mình, chắc hẳn sẽ gây được nhiều ấn tượng sâu sắc với mọi người xung quanh và nhanh chóng tìm ra người phù hợp. Dù các phương diện khác trong cuộc sống đều có dấu hiệu phát triển đi lên, song tình trạng sức khỏe của người tuổi Sửu lại đang dần suy giảm. Con giáp này cần nhắc mình duy trì lối sống điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, không nên làm việc quá sức, kẻo lại ngã bệnh. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn. Tử vi 18 tháng 1 năm 2023 của 12 con giáp, nhị hợp giúp người tuổi Thìn xây dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp nên công việc nào cũng tiến triển thuận lợi, nhiều kế hoạch dự định của bạn đều có bước tiến nhất định, điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó có hướng phát triển và thay đổi phù hợp. Với người làm ăn, hôm nay là ngày thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Nếu đã kiểm tra kỹ các điều khoản thì đôi bên nên nhanh chóng kết hợp, chắc hẳn sẽ sớm thu về một khoản tiền rủng rỉnh. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà lơ là chuyện nghỉ ngơi hoặc ăn uống khoa học, đến lúc hối hận thì cũng đã muộn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, một phần là nhờ sự cố gắng của chính bản thân bạn, phần còn lại là do cát tinh tam hợp đem lại những tác động tích cực. Thời điểm này, người làm công ăn lương khắc phục được nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí càng gặp phải khó khăn, bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn mới ý thức được đâu là thời điểm mình cần mạnh dạn để thể hiện bản thân, để ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Bạn cũng tự tin hơn trong việc thể hiện suy nghĩ của mình, chính vì vậy mà bạn đóng góp được nhiều ý kiến hữu ích cho sự phát triển chung của tập thể. Người tuổi Tỵ cũng có cơ hội thu tiền về đầy túi trong ngày 18 tháng 1 năm 2023. Mọi công việc bạn bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực, nhờ vậy đồng tiền chảy vào túi không ngừng. Với người làm công ăn lương, bạn khẳng định được vị thế của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai nên dễ dàng ghi ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Người tuổi Tỵ giữ được trạng thái sức khỏe tốt trong thời gian này, nhiều tin vui tới tấp trong sự nghiệp cũng như tài lộc khiến bạn luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết. Tuy nhiên, dù công việc có đang phát triển thuận lợi đến thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên làm việc gì quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì bạn nên nghỉ ngơi ngay. Làm việc khi mệt mỏi không những gây hại cho sức khỏe mà còn khiến bạn dễ mắc lỗi sai, phải tốn công khắc phục.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân, tam hội giúp sức, người tuổi Thân với con mắt tinh đời dễ dàng phát hiện ra các lỗi sai trong công việc có thể sửa chữa kịp thời. Thậm chí, bạn có thể giúp tập thể tránh khỏi nhiều nguy cơ khiến ai cũng phải nể phục. Người làm nghề tự do được giới thiệu cho những cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, nhiều triển vọng, nhưng cũng tồn tại những nguy cơ. Hãy cân nhắc xem những công việc đó có phù hợp với bản thân mình hay không trước khi đón nhận. Trong ngày hỏa khí vượng như hôm nay, bản mệnh sẽ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc là gân cốt. Bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Xem tử vi ngày 18 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, tam hội cùng giúp người tuổi Tuất tìm ra động lực để ngày càng chăm chỉ và nỗ lực hơn. Chính sự giúp đỡ nhiệt tình và luôn có mặt kịp thời để cùng bạn san sẻ mọi việc của những người đồng nghiệp tuyệt vời càng khiến bạn thêm yêu công việc hiện tại. Ngày này, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra với người tuổi Tuất, khả năng kiếm tiền của bản mệnh cũng được phát huy triệt để, lại có thêm người soi đường chỉ lối nên tìm được mối làm ăn lớn, tài lộc thu được trong ngày không hề ít. Tuy nhiên, thương hại giáng họa, người tuổi Tuất khó tránh khỏi chuyện thị phi trong hôm nay. Dù bạn cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì xung quanh vẫn có những kẻ tiểu nhân cố tình gây rối, khiến bạn chẳng thể yên lòng. Hãy học cách bỏ ngoài tai những lời đồn thổi của kẻ xấu, đừng tự tạo thêm áp lực cho chính mình. Người làm tốt với bạn vẫn luôn được tin tưởng bạn, hãy dùng thực tế để chứng minh cho người khác thấy con người thực sự của bạn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi. Xem tử vi hôm nay, chính quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi tìm được cơ hội phát huy khả năng của mình. Bạn gây ngạc nhiên cho mọi người xung quanh và được lãnh đạo khen ngợi, thậm chí dành cho một phần thưởng nóng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thành công bước đầu mà thôi, vì thế bản mệnh chớ vội vàng thỏa mãn, hãy tiếp tục đặt cho mình những mục tiêu cao xa hơn, vì bạn hoàn toàn có thể đứng ở một vị thế xứng đáng hơn hiện tại. Trên phương diện tình cảm, với người đã có đôi có cặp, đây vẫn là khoảng thời gian ngọt ngào mà hai bạn muốn tận hưởng mãi mãi. Dù cuộc sống gia đình khó tránh khỏi những xung đột, nhưng nhờ tình yêu đủ lớn nên đôi bên luôn bao dung, tha thứ cho nhau. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023 dương lịch, là ngày Đinh Dậu, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa, ngày thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất và Tý tuyệt dần, kỵ tuổi Tân Mão và Quý Mão. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.